Ở chiếc mũ này mình dùng kim số 3 và sợi cotton. Các bạn sẽ bắt đầu cho mình bằng 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 mũi. Sau đó ở tại chân của mũi móc xích đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 11 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mũi cộng với một hàng móc xích đầu tiên, như vậy mình được 12 mũi móc kép ở vòng 1. Các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích thứ tư. Vòng thứ hai, các bạn sẽ bắt đầu bằng 3 mũi móc xích cùng chân với hàng móc xích này. Các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa. Ở chân kế tiếp, các bạn cũng móc 2 mũi móc kép. 1, 2. Những chân kế tiếp, các bạn sẽ móc mỗi chân 2 mũi móc kép. Lặp lại cách móc như vậy cho tới hết hàng thứ hai. Hai mươi bốn mũi móc kép, sau đó các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích thứ ba bằng một mũi trượt. Như vậy mình đã được hai hàng. Hàng thứ ba các bạn cũng sẽ bắt đầu bằng 3 mũi móc xích. Đây được coi như một mũi móc kép đầu tiên ở hàng thứ ba. Sau đó đến chân thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép. 1, 2. Tiếp tục đến chân kế tiếp, các bạn lại móc một mũi móc kép. Ở mỗi chân thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. 2 này. Sau đó một mũi ở một chân mũi. Và ở mũi thứ hai, các bạn sẽ móc chung 2 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp tục như vậy cho tới hết hàng thứ ba. Và khi mà kết thúc hàng thì các bạn sẽ nối vào đỉnh của cái hàng móc xích này. Có nghĩa là móc vào trên mũi xích thứ ba bằng một mũi trượt. Sau đó các bạn lại nên 3 mũi móc xích và tiếp tục móc. Ở đây mình sẽ móc theo quy tắc. Ở vòng thứ nhất thì các bạn có 12 mũi móc kép. Đến vòng thứ hai, 3 mũi móc xích để bắt đầu hàng mình được tính như một mũi móc kép. Sau đó mình sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa vào cùng chân. Mỗi một chân các bạn đi 2 mũi kép
Và kết thúc vòng 2 mình sẽ được 24 mũi móc kép. Đến vòng thứ 3 các bạn cũng sẽ bắt đầu bằng một hàng móc với 3 mũi xích. Đây cũng được coi như một mũi móc kép đầu tiên, sau đó đến chân thứ 2 các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Lặp lại với quy tắc 1 2 như vậy, đến cuối hàng thứ 3 thì các bạn sẽ được 36 mũi móc kép. Hàng thứ 4 các bạn cũng bắt đầu bằng 3 mũi xích. Sau đó ở chân thứ 2 các bạn móc một mũi móc kép. Đến chân thứ 3 các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn lại móc như vậy, cứ 2 chân mũi các bạn móc bình thường đến chân thứ 3 các bạn sẽ tăng 2 mũi kép vào cùng một chân. Kết thúc vòng thứ 4 các bạn sẽ được 48 mũi móc kép. Đến vòng thứ 5 cũng bắt đầu bằng 3 mũi xích. 2 chân kế tiếp các bạn sẽ móc 2 mũi kép. Đến chân thứ 4 các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Đây chính là móc theo quy tắc 1 1 1 2. Và kết thúc vòng thứ 5 các bạn cũng sẽ được 60 mũi móc kép. Đến vòng thứ 6 cũng lặp lại như những hàng trước, các bạn sẽ bắt đầu bằng 3 mũi móc xích. Sau đó ở 3 chân kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép. Ở chân thứ 4 các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Lặp lại cách móc, ở 4 chân mũi tiếp các bạn sẽ móc 4 mũi móc kép. Và đến chân thứ 5 các bạn sẽ móc 2 mũi kép. Móc như vậy cho tới hết hàng thứ 6. Đây chính là quy tắc 1 1 1 1 2. Và kết thúc mình được 72 mũi móc kép. Đến vòng thứ 7 các bạn cũng bắt đầu bằng 3 mũi xích. Sau đó ở 4 chân kế bên các bạn móc 4 mũi kép. Đến chân thứ 6. Đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Tiếp tục ở 5 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc 5 mũi kép. Đến chân thứ 6 các bạn lại móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Đây chính là theo quy tắc 1 1 1 1 1 2. Kết thúc các bạn cũng được 84 mũi. Đến vòng thứ 8 các bạn cũng tăng với quy tắc tịnh tiến như vậy. Cũng bắt đầu bằng 3 mũi xích, sau đó ở 5 chân kế tiếp các bạn sẽ móc 5 mũi móc kép. Và đến chân thứ 6, đến chân thứ 7 các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Tiếp tục ở 6 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc 6 mũi kép. Và đến chân thứ 7 các bạn lại móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Cứ lặp lại cách móc như vậy cho tới hết hàng và mình được 96 mũi móc kép. Ở đây nếu như mà các bạn chưa vừa với cái độ rộng của mũ này, của chóp mũ này thì các bạn sẽ tăng tiếp đến vòng thứ 9, nhưng mà ở đây chiếc mũ ngày hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở vòng thứ 8. Từ vòng thứ 9 cho tới vòng thứ 20 các bạn móc bình thường mỗi chân một mũi. Các bạn giữ nguyên 96 mũi móc kép. Đến vòng các bạn móc như vậy, sau đó thì mình sẽ móc đến vành. Ở đây mình đã móc trước. Đây chính là 9 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hàng thứ 8 mình tăng mũi. Đến hàng thứ 8 thì mình dừng lại. Và từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 20, ở cái phần mình đánh dấu này thì là mình sẽ không tăng mũi nữa mà mình móc bình thường, mỗi chân mình móc một mũi kép cho tới vòng thứ 20. Với cái độ cao của mũ này thì mình sẽ dừng lại và mình bắt đầu móc đến vành mũ. Ở vành mũ các bạn sẽ cũng bắt đầu bằng 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Ở đây mình sẽ tăng với quy tắc. Các bạn sẽ móc ở 4 chân mũi, mỗi chân một mũi kép, và đến chân thứ 5 thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Đây chính là phần vành mũ. 3 mũi móc xích này chính là một mũi móc kép đầu tiên. Như vậy, các bạn sẽ móc thêm 3 mũi móc kép nữa
ở ba chân mũi kế tiếp. Như vậy mình được 4 mũi móc kép. Đến chân thứ 5, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. 1 2. Tiếp theo ở 4 chân mũi các bạn sẽ móc bình thường. Mỗi chân một mũi. 1 2 3 4. Chân thứ 5 các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. 1 2. Tiếp đến ở 4 chân kế tiếp các bạn lại móc 4 mũi móc kép bình thường. 2 3 4. Tiếp đến, đây chính là chân thứ 5, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. 1 2. Tiếp đến ở 4 chân mũi các bạn móc 4 mũi móc kép bình thường. 3. Chân thứ 4 và đến chân thứ 5 các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép. 1 2. Tiếp đến 4 chân kế tiếp các bạn móc bình thường. 2 này. 3 4 và đến chân thứ 5. Các bạn móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. Tiếp đến. 1 2 3 4. Chân thứ 5 các bạn móc 2 mũi móc kép. 1 2. Đây chính là phần mình móc đến phần vành mũ. Các bạn móc cho tới hết hàng. Và khi mà hết hàng, các bạn cũng sẽ lại nối vào chân đỉnh của mũi móc xích thứ 3 này bằng một mũi trượt. Ở đây mình sẽ móc ví dụ như vậy chứ mình không móc đến hết hàng. Đây coi như mình sẽ nối vào đây bằng một mũi trượt nhé. Sau đó các bạn lại móc lên 3 mũi. Tiếp đến, đây chính là hàng thứ 22. Các bạn sẽ móc 5 chân mũi bình thường. Đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép. 1 rồi này. 2 này. Chân thứ 3 này. Chân thứ 4 này. Chân thứ 5 này. Ở chân thứ 6 này, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. 1 2. Đây chính là cái hàng trước mà các bạn tăng mũi đây, thì đến hàng này, cũng chính cái chân này, các bạn sẽ tăng 2 mũi. Các bạn lại móc như vậy. Ở 5 chân mũi, các bạn móc 5 mũi móc kép. Sau đó đến chân thứ 6, các bạn lại móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân. Các bạn móc hết hàng thứ 22, sau đó đến hàng thứ 23. Hàng thứ 23 thì... Ô, mình đã nhầm. Đây là hàng thứ 22. Hàng thứ 22 thì các bạn sẽ móc 4 mũi móc kép, sau đó đến... Các bạn móc 5 mũi móc kép, sau đó đến chân thứ 6, các bạn móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Hàng thứ 23 thì các bạn móc 6 mũi móc kép. Sau đó đến chân thứ 7 thì các bạn lại móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Các bạn cứ móc như vậy đi, sau đó thì mình sẽ gặp lại các bạn.